mình sẽ giới thiệu những chiếc xe mới nhất nhá. Đầu tiên mình có một chiếc xe này trông rất là tuyệt vời luôn. Ok, mình sẽ bóc ra nhá. Chiếc xe của mình khá là mới luôn các bạn ạ. Đó. Ngoài kia có những tiếng động cơ rất là to luôn. Wow. Mình xin giới thiệu đây là một chiếc xe quân sự nhá. Wow, bên trên là mang theo quả tên lửa hành trình Tomahawk này. Wow, rất to lớn nhá. Đây là chiếc đầu đạn hạt nhân nhá. Đẹp chưa các bạn ơi? Ê, rất là ngầu luôn. Bạn này có màu xanh màu trắng sữa này. À, và điểm nhấn là những vệt màu xanh màu đen này để ngụy trang nhé các bạn nhá. À, bạn này có 6 bánh lần. Ở đây nữa mình có một chiếc xe tiếp theo nữa. À, nhưng mà là khác màu nhá, mình sẽ khui luôn cho các bạn xem luôn. Hai chiếc xe rất là độc đáo luôn các bạn ạ. À, ngầu chưa? Ok. À, hai chiếc xe lại các bạn ạ. À, đều mang trên mình là hai quả tên lửa hành trình này. À, ngầu nhờ. Đây rất là đẹp nhá. Đây có màu xanh và màu trắng sữa nhá. Rồi. Wow. Mình lại tiếp tục giới thiệu các bạn nhá. Đây là hai chiếc xe tên lửa này. Oh, mang đầu ạ. Đặt nhân nhá. Rất là đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, ngầu chưa? Ok. À, rất là to luôn nhá. Di chuyển nhá. Đi 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 đi. Và đây là một quả tên lửa tiếp theo nhá. Và đây mình có một anh chàng gì đây? Đó là một anh chàng mèo của SEA Games nhá. Trông rất là đẹp luôn các bạn ơi. Bạn này có khuôn mặt trông rất là đẹp này. Ê, ngầu chưa? Cute pic luôn nhá. Để mình xem bạn này còn pin không. Xem anh chàng này là có pin không nào. Wow. Oh, anh cua đang bò nha các bạn ơi. Rất là đẹp rồi. Trên mình là một quả tên lửa đầu đạn hạt nhân nhá. Đấy, rất là ngầu luôn. Mang mã hiệu là HI-326 nhé các bạn nhá. Ok. In. Và đây các bạn thích chỗ xe nào đây nhá. Đây là một chiếc xe có hai chức năng, đó là xe trộn bê tông và xe máy múc nhá các bạn nhá. Đấy, ngầu chưa? Bạn này có 4 bánh đều là màu trắng luôn. Ê, rất là chế luôn. Mình sẽ bật thử ngay nhá. Của đài truyền hình nhá. Đấy, bạn này là chuyên đi chở những hộp thư báo này của tờ báo City News nhá các bạn nhá. Có cabin màu vàng và trước thùng đằng sau là màu xanh nhá các bạn nhá. Ok, let's go. Tiếp theo, mình có chiếc xe gì đây? Xin giới thiệu. Đó là một anh chàng xe ô tô nhá. Có toàn bộ đều là màu xanh này. Đấy, mang mã số là 6 nhá. Đấy, ngầu nhầu chưa? Anh này chạy rất là tiếp luôn nhá. Để bạn này đùa chúng vui nhá. Okay.
Mình có một chiếc xe đây, đây là một chiếc xe poly cần cẩu các bạn nhá. Đấy, có màu vàng trông rất đẹp này. Có chiếc cần cẩu đằng sau này, đẹp chưa? Ok, rất là ngầu luôn. Tiếp theo các bạn ơi, một chiếc xe gì nữa đây? Đó là một chiếc xe chở rác nha. Xin giới thiệu, đây là một chiếc xe chở rác có bánh xốp màu xanh này. Chiếc thùng sau màu xanh nhá. Bên này có hai chiếc quai trông rất là đẹp luôn, màu xanh luôn. Chiếc kính của ta màu đen này. Các bạn ơi, ok, đi làm việc nha. Xe ben của ta có cabin màu vàng này, chiếc ben màu bạc này, mang nhãn hiệu Đùm Chắc 03 nhé các bạn nhá, rất là ngầu luôn. Anh này chở hàng rất là nhiều luôn, di chuyển nhá. Và đây tiếp theo các bạn, nhân vật của ta đây là một chiếc xe phun nước nhá, xe này là xe bồn phun nước các bạn này, chiếc bồn của ta có màu xanh này, cabin màu trắng, bên trên nó có 1, 2, 3, 4, 5 chiếc còi nhá, ngầu chưa các bạn ơi. Đấy, bên trong này là đây là cầu bơm nước này các bạn này, rất là ngầu luôn. Ok, đây là khoang, đây là cầu thang để lên nhá, kiểm tra xem bên trong này còn nước không. Ok, di chuyển nhá. Và đây nhân vật cuối cùng của chúng ta, xin giới thiệu các bạn, đây là một chiếc máy bay các bạn ơi. Chiếc máy bay của chúng ta có màu đỏ này, ngầu chưa, và có chiếc cánh quạt rất là chiến luôn các bạn ạ. Và này có cả tên lửa nhá, ngầu chưa. Các bạn thấy hay cho mình một like, một số like nhá. Mình xin được kết thúc video.